Ở trên bản mông này thì có những cái giữ thực phẩm các bạn ạ. Đây thì lợn thì lợn ngày sớm ngày sớm được sớm ngày treo trên mò này nha các bạn nhá. ừ. Đây này, đây là cái thịt lợn treo để mà ăn dần của người Mông ở bên nước bạn Lào các ạ. Mua nhờ nọ, ó nọ. Mua hờn hầu không? Mua hờn hầu này. À, mua sữa. À. Tôi nghĩ nói nữa thì cái sóc lạn này, sóc lạn người nào này. Sao là người Lào? Ừ. Ồ. Nên là chẳng vì lộ khỏe. Oh. Khỏe đồ lẹo, ta đi lẹo, ta xích 2 kg. Con lợn này như Ừ. bác chia sẻ là 115 cân các bạn. Ừ. Khá là to. Lợn bản hay lợn thả rông các ơ, Lan mưa say sung à? Mưa say sung. Mà Dạ. Đây, mưa say sung.